Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách quản lý về vấn đề hiển thị trong Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm làm quen với thay công cụ View Control Bar, thay đổi thuộc tính View hiển thị 2D và Section Box. Quay trở lại với file mẫu RAC Advanced Sample Project. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách hiển thị để có thể làm sao có thể quản lý trong quá trình dựng hình và quản lý Revit trong suốt quá trình chúng ta thực hiện dự án. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có một cái bộ thanh công cụ nó nằm ở phía dưới này. Bộ thanh công cụ này có tên là View Control Bar, tức là cái bộ công cụ quản lý về hiển thị view. Trong bộ công cụ này nó sẽ có những cái gì? Ở đây mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số cái kiến thức như sau. Đầu tiên là các bạn thấy ở đây có chữ Perspective, đúng không ạ? Cái chữ này nó có ý nghĩa đó là cái view của chúng ta. Đây là cái view nhá. Cái view này. Đây là nhìn cái view. Và đây là tên view. Cái view form parking area này là cái view đang được hiển thị dưới chế độ phối cảnh có điểm tụ Perspective. Đúng không ạ? Còn nếu các bạn mà bật những cái view như là view mặt bằng, thì bạn sẽ thấy nó sẽ thay bằng cái chữ Perspective này bằng cái chữ bằng một con số. Và con số này đấy chính là tỷ lệ của bản vẽ, tỷ lệ của hiển thị bản vẽ. Nhiều bạn sẽ thắc mắc hỏi mình, nhiều bạn nhất là nhiều bạn hỏi dùng CAD thì hỏi là cái tỷ lệ trong Revit là nó như thế nào. Thì tỷ lệ Revit là như thế này các bạn này. Đó khi chúng ta làm việc với bản vẽ Revit thì chúng ta sẽ vẽ theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên nó sẽ có một cái thông số hiển thị 1/100 này, hay 1/50, hay 1/ bao nhiêu đấy các bạn thấy này. Thì cái này nó sẽ được thể hiện rất rõ khi các bạn đưa vào tờ sheet. Như mình nói Revit có đặt sheet đúng không nhỉ? Đây các bạn thấy nha. Tờ sheet. Đây các bạn vẽ chúng ta đây, nó đang là tỷ lệ 1/100. Giả sử nhá, mình thay đổi cái bản vẽ này. Đấy, thay đổi bản vẽ này, nó có thể thay đổi ở đây nhé. Về 1/50. Các bạn thấy nhá, nó to lên. Đúng không ạ? Nó to lên. Text nó cũng sẽ thay đổi. Số nó cũng sẽ thay đổi, dim của nó sẽ cũng thay đổi. Giả sử mình cho nó về 1/25 thì nó sẽ to lên nữa. Giả sử cho nó về 1/100 như ban đầu thì như thế này. Thì cái ý nghĩa ở đây là nó sẽ được đặt, vấn đề là nó đã được đặt trong một khổ giấy. Và đây là khổ giấy A0. Đấy các bạn hiểu không nhỉ? Thì có ý nghĩa ở đây chính là khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ vẽ theo tỷ lệ 1:1. Nhưng khi chúng ta hiển thị thì tùy thuộc vào cái tờ sheet, tùy thuộc tỷ lệ thì nó sẽ có một cái tỷ lệ để các bạn phù hợp. Do vậy khi các bạn vẽ thì các bạn thường phải căn trước đó là chúng ta sẽ đặt cái tờ trong khổ giấy, tờ khổ giấy gì. Và các bạn phải vẽ sao cho cái tỷ lệ bản vẽ thật là chính xác nhất. Được chưa? Rồi, tiếp theo là cái detail level này. Detail level này là cái mức độ chi tiết của cái view. Cái mức độ chi tiết này nó sẽ bao gồm 3 chế độ là cost, tức là đơn giản nhất khi mình để chế độ cost nè. Bạn thấy này. Bức tường của chúng ta nó chỉ có 2 nét như này. Bạn thấy không nhỉ? Nhưng giả sử mình để chế nó là chế độ file cao lên thì bạn thấy nó sẽ có các lớp vật liệu của bức tường. Đấy, cái này các bạn nào bổ thi công thì thấy nó rất là rõ. Đấy, thường thì khi chúng ta vẽ tùy thuộc các bạn chúng ta sử dụng, còn thường khi đến giai đoạn thi công bổ bản vẽ thi công thì chúng ta để file, được chưa? Ok. Tiếp theo nào, chế độ tiếp theo đó là visual style. Visual style này nó sẽ cho các bạn thể hiện cái bản vẽ chúng ta. Giả sử nha, ở đây mình sẽ cho nó về 3D các bạn thấy nó rõ hơn. Nó sẽ có các chế độ này, mình tính từ wireframe nhé. Chế độ wireframe này là chế độ cho phép bản vẽ các bạn thể hiện dưới dạng khung dây. Các bạn thấy không? Nó là dưới dạng khung dây, chúng ta nhìn xuyên thấu đối tượng. Đấy, chúng ta không phân biệt được đâu các mặt phẳng cả. Chế độ thứ hai là chế độ hidden line. Thì chế độ này là chế độ đen trắng, tất cả các đối tượng được thể hiện dưới dạng mặt phẳng và đường. Đấy, miếng và mảng miếng các bạn thấy không? Và có sự che chắn giữa đối tượng trước đối tượng sau. Đấy. Chế độ thứ ba là chế độ solid, là chế độ này cho phép nó hiển thị dưới dạng màu sắc của vật liệu. Lưu ý đây là màu sắc hiển thị thôi chứ không phải là màu sắc render. Cái này mình sẽ nói rõ hơn trong phần render nhé. Các bạn thấy này, nó sẽ có màu sắc này là một. Hai nữa là nó có tô bóng mờ của các vùng sáng. Thật sự các bạn thấy nó phân biệt rất rõ hai cái mảng tường này. Mảng giữa một mảng rất là sáng và một mảng tối hơn. Tương tự với ánh sáng nó sẽ nằm ở bên nào. Ở đây thì nó sẽ nằm bên này chẳng hạn. Được chưa ạ? Đấy. Chế độ thứ tư là chế độ consistent color. Chế độ này thì nó cũng là màu sắc, tuy nhiên nó sẽ không tô bóng mờ. Nó chỉ khác cái thằng solid này là nó có tô bóng mờ thôi và không tô bóng mờ. Ok. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp là
Chế độ tiếp theo là chế độ Realistic. Chế độ này các bạn bật lên các bạn thấy nó rất là rõ. Đó là chế độ này nó sẽ cho các bạn phép hiển thị mô hình dưới dạng vật liệu. Đấy, các bạn thấy không? Vật liệu đây là vật liệu render nhá. Đấy. Này. Cây nó thành cái cây thật này. Lúc nãy không phải là cây thật. Mà giờ thành cái cây thật. Đấy. Thấy chưa nhỉ? Đấy, vật liệu bê tông này. Đấy, hay là cỏ này. Được chưa? Các bạn lưu ý cho mình là cái chế độ này khá là giật nhé. Những cái chế độ mà hiển thị càng chi tiết thì càng giật. Được chưa? Cái này thì ít khi chúng ta sử dụng. Thường thì chúng ta chỉ check khi chúng ta chuẩn bị render thôi. Ok. Và chế độ cuối cùng là Ray Trace. Thực ra đây là một chế độ render. Mình nghĩ là vậy. Và khi bạn kích vào đây ấy, thì cái mô hình của chúng ta nó sẽ được tạo thành một bức ảnh render dưới tác động của vật liệu và ánh sáng. Đấy, các bạn thấy có hình mặt trời này. Mình kích vào đây nhé. Và lưu ý các bạn là nó khá là giật. Bởi vì render mà, nó khá là giật nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó bắt đầu render lên. Nó tạo bằng. Và càng để càng lâu thì nó sẽ càng nét. Lưu ý cho bạn chế độ này thì càng lâu thì nó càng nét nhé. Và đặc biệt thì cái Ray Trace trong phiên bản Revit 2017 thì nó đã được cải tiến rất là nhiều. Và nó khá là đẹp và khá là nhanh. Nếu bạn nào sử dụng Revit 2017 thì thấy nó rất là khác biệt so với bản 2015. Ở đây mình sử dụng bản 2015 thì nó đang hơi là giật lag và không được đẹp cho lắm. Đây thì mình sẽ tạm tắt nó đi. Cái này thì mình sẽ có một video hướng dẫn riêng các bạn. Và các bạn sẽ thấy là theo chiều từ trên xuống dưới thì nó sẽ càng ngày càng giật lag. Và tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, tùy thuộc vào mục đích làm việc của bạn ở mỗi giai đoạn của dự án thì các bạn hãy lựa chọn chế độ hiển thị sao cho phù hợp. Được chưa? Và thường thì mình sẽ hai chế độ mình hay dùng nhất đó là Hidden Line và Shaded. Được chưa? Ok. Rồi. Còn phía trên này nó sẽ có công cụ Graphic Display Options. Thì công cụ này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái video reel về phía cuối bài học. Các bạn yên tâm nhé. Rồi ạ. Rồi, phía bên cạnh này là cái hình ông mặt trời. Các bạn kích vào đây thì nó sẽ là cái biểu tượng giúp các bạn thiết lập về mặt trời. Thì Revit nó cho phép các bạn thiết lập các yếu tố, các cái thông số liên quan đến mặt trời để chúng ta có thể tạo ra được một cái thiết kế rất là tốt. Thì cái này mình sẽ nói đến các bạn một cách rõ hơn trong phần render về thiết lập ánh sáng tự nhiên. Ok ạ. Rồi ạ. Và bên cạnh đấy là cái nút shadow on off, tức là chúng ta bật hay tắt bóng thôi. Đấy, các bạn có thể tắt bật bóng ở đây. Được chưa? Đấy. Và lưu ý các bạn đó là chế độ bóng này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hiển thị. Và thường là nếu các bạn để những cái chế độ mà màu sắc realistic này mà các bạn bật thêm cả bóng thì rất là giật lag nhá. Và lưu ý cho mình chúng ta chỉ sử dụng bật bóng khi ở trong những trường hợp mà chúng ta muốn nghiên cứu hoặc chúng ta thể hiện trình diễn thôi nhá. Còn ít khi chúng ta dựng hình chúng ta bật bóng lên. Phía bên cạnh này là công cụ render. Cái này chúng ta sẽ nói trong bài học sau. Kiếp phía dưới này nữa này, nó sẽ có cái công cụ đó là công cụ hình cái kính này này. Ba công cụ này thì mình sẽ nói sau nhé. Công cụ hình cái kính này là gì? Công cụ hình cái kính này nó cho phép các bạn cô lập hoặc ẩn các đối tượng. Ví dụ này, giả sử mình trong quá trình làm việc mình muốn làm việc với mỗi cái bức tường này thôi, mình muốn ẩn hết tất cả đối tượng xung quanh đi, thì chúng ta chọn cái bức tường này và các bạn kích vào hình cái kính thì nó sẽ có cái chế độ là chế độ Isolate Element. Isolate element tức là chúng ta cô lập đối tượng đấy và các bạn chỉ cần kích vào đây. Đấy. Thì các bạn thấy khung giao diện chúng ta nó sẽ có cái khung xanh xanh viền như này và nó có chế độ là temporary hide isolate. Được chưa? Và sau khi các bạn cô lập xong, các bạn muốn chỉnh sửa đối tượng xong rồi, các bạn muốn trở lại thì các bạn chỉ việc chọn một cái kính này và các bạn chọn chế độ là reset temporary hide isolate. Và tương tự thì các bạn muốn ẩn đối tượng này ấy, thì các bạn cũng thể chọn nó và các bạn sẽ có chế độ là hide element. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã ẩn đi. Được chưa? Đấy. Rồi. Mình sẽ quay trở lại nhé. Để ẩn đối tượng thì cũng có một cách khác. Cũng tiện thể mình nói luôn. Đó là các bạn có thể chọn đối tượng và các bạn kích chuột phải. Và các bạn chỉ chọn là Hide in View. Và các bạn chọn là Element. Đấy. Thì nó cũng sẽ ẩn đi. Tuy nhiên khi ẩn đi ấy, nhiều bạn sẽ không biết làm sao để lấy nó lại. Không biết công cụ lấy nó lại như nào. Thì để lấy lại một đối tượng đã ẩn đi thì các bạn kích vào hình cái bóng đèn, nó nằm phía dưới này này. Được chưa? Các bạn kích vào đây thì nó sẽ ra một cái giao diện có tên là Rival Hidden Elements, tức là đối tượng nào bị ẩn đi thì
thì nó sẽ được sáng lên màu hồng như này này. Bạn thấy không? Có màu hồng. Những đối tượng nào mà cứ hồng hồng là được sáng đi. Đấy, đang bị ẩn đi nhá. Giả sử mình muốn bật cái đối tượng này trở lại thì mình chỉ việc chọn nó. Và chúng ta sẽ có nút là unhide element. Được chưa? Ok, các bạn kích vào đây. Và nó được bật lên rồi. À, các bạn chỉ việc kích vào đây để thoát cái lệnh thôi. Đấy, thì đấy chính là cái lệnh revoke hidden elements. Ngoài ra thì các bạn lưu ý cho mình đó là trong nhiều trường hợp các bạn thể hiện bản vẽ, nhất bản vẽ 2D này. Những cái chế độ này thì ở bản vẽ 2D thì chúng ta chỉ thể hiện ở các chế độ hidden line, wireframe cũng được, wireframe để nhìn xuyên thấu, hay là shaded để màu. Được chưa? Các bạn lưu ý cho mình nha. Màu. Đấy. À, phía trên này các bạn thấy có một công cụ có là công cụ thin lines. Cái này nếu bạn nào dùng CAD thì chắc bạn cũng đã biết thin line là cái lệnh giúp chúng ta hiển thị cái nét vẽ dưới độ dày hay là không dày. Đấy. Bạn thấy này, nét lúc này nó là mỏng đúng không? Bây giờ này. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy. Cái này thì cũng ít khi chúng ta dùng, thỉnh thoảng khi chúng ta đến giai đoạn triển khai thì chúng ta mới hay dùng thôi. Rồi. À, phía bên này chúng ta cũng có, như mình nói, bên này cũng có những cái bảng thiết lập về thông số về hiển thị view. Có những cái thuộc tính của view nó nằm đây. Thì các bạn thấy là chúng ta cũng có tỷ lệ bản vẽ này. Cái này các bạn biết rồi. Chúng ta cũng có cái chế độ detail level. Đấy. Được chưa? À, ngoài ra thì nó sẽ có một vài cái các bạn cần quan tâm. Như là cái underlay này. Underlay là gì? Underlay này là chế độ giúp các bạn có thể nhìn thấy cái đối tượng ở một cái tầng khác. Ví dụ mình đang ở tầng 1 mà mình muốn nhìn thấy các đối tượng ở tầng 2 thì làm như nào? Thì các bạn kích vào underlay này và các bạn chọn tầng 2. Thì các bạn thấy này, đã nhìn thấy được các đối tượng tầng 2, cái máy này. Dạ, ở đây mình sẽ vào tầng 3 chẳng hạn nhé, cho các bạn thấy rõ hơn. Vào tầng 3, mình sẽ chọn nó là muốn nhìn thấy tầng 1 thì sao nhé, kích vào tầng 1. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó nhìn thấy được các đối tượng. Đấy. Thì cái này nó cũng sử dụng rất là nhiều khi trong quá trình chúng ta dựng hình. Giả sử trong quá trình chúng ta dựng tầng 2 mà chúng ta lại có những cái đối tượng như là những cái bức tường hoặc những cái vị trí mà chúng ta có thể căn cứ để chúng ta dựng đối tượng ở tầng của mình, tầng 2, tầng 3, thì các bạn có thể bật chế độ underlay. Và khi chúng ta dựng xong, kết thúc thì các bạn hãy đưa nó về chế độ none để thoát. Được chưa? Rồi. Và kiến thức cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó là về công cụ Section Box. Section Box là một cái hộp, nó giúp các bạn cắt cái mô hình 3D của chúng ta. Các bạn thấy này, chúng ta sẽ có một cái lệnh Section Box nó nằm đây. Hiện tại nó đang được tích chọn nhưng mà nó không thấy đâu cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang được ẩn đi. Và khi bị nó ẩn đi thì chúng ta lấy lại như nào nhỉ? Chúng ta vào cái bóng đèn này này. Đấy, các bạn thấy không? Đây chính là cái Section Box nhá. Mình chọn nó và mình bật nó lên, tắt nó. Rồi, các bạn thấy đây là cái Section Box. Mình sẽ bật chế độ màu sắc lên cho bạn dễ nhìn hơn một tí. Rồi nhá. Section Box này về bản chất là nó là một cái hộp, nó cắt cái mô hình. Và nó cắt như thế nào? Đó là các bạn, khi các bạn kích vào cái hộp đấy, các bạn, nó sẽ có những cái mũi tên. Và các bạn kéo cái mũi tên đến đâu thì nó sẽ cắt mô hình của chúng ta đến đấy. Như thế này này. Đấy, các bạn thấy không? Thì công cụ này nó cũng rất là quan trọng và rất là được nhiều bạn ưa thích. Nó rất là thuận tiện trong giai đoạn chúng ta dựng hình. Giả sử các bạn đang muốn dựng một cái đối tượng nó nằm bên trong công trình mà bởi che chắn một cái bức tường, thì Section Box này là một cách để chúng ta có thể làm việc một cách thuận tiện. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng công cụ Section Box này để tạo ra những cái view mặt cắt 3D để giúp các bạn trình diễn một dự án tốt hơn. Mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn tạo view 3D phối cảnh mặt cắt để có thể tạo ra những cái bức ảnh render rất là thú vị. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng Section Box thì nó có cái mũi tên này, nhiều bạn kích thì cố gắng là đưa chuột vào khi nó sáng lên thế này, hãy kéo nhé. Đôi khi chúng ta kéo nhầm ấy, giả sử như lúc nãy mình vừa kéo nhầm một cái đối tượng khác. Đấy, được chưa? Cái Section Box này nó cũng sẽ có ở trong trong này này. Giả sử nhá, các bạn muốn xem cái mặt cắt của tầng 1. Đấy, các bạn muốn cắt cái mô hình của chúng ta ngang tầng 1 để thấy những đối tượng của tầng 1. Thì các bạn sẽ kích vào đây này, kích vào cái ô view queue này. Và chúng ta sẽ có cái lệnh là orient to view. Và các bạn vào floor plan. Và các bạn chọn đó là tầng 1. Bạn thấy không? Thì về bản chất cái Section Box nó sẽ cắt cho chúng ta một cái mặt phẳng. Và cắt
chủ động cho chúng ta về cái tầng 1 luôn. Nó cũng có thể ứng dụng cắt về mặt cắt. Ví dụ chúng mình có một cái mặt cắt công trình ở đây. Thấy chưa? Mình sẽ về 3D này. Mình sẽ vào View Cube, Orient to View. Mình chọn là Section này. Đấy, kích vào đây. Đấy, thì nó cũng sẽ cắt cho bạn như này. Rất là thú vị, đúng không nhỉ? Thì đây là những cái mà giúp các bạn có thể tùy chỉnh hiển thị. Và những công cụ này nó sẽ giúp các bạn dựng hình và làm việc Revit một cách thành thạo và thuận tiện hơn rất là nhiều. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, mình đã giới thiệu đến các bạn thanh công cụ View Control Bar, thay đổi các thuộc tính hiển thị View 2D và View 3D tại Protect, sử dụng công cụ Section Box và Orient to View. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.